Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 5, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngay trong sáng nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của các địa phương trong cả nước với số tiền hơn 623 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm trị giá hơn 7 tỷ đồng. Dịch bệnh COVID-19 tại Thái Bình đã cơ bản kiểm soát được tình hình, tuy nhiên người dân vẫn chủ động các biện pháp phòng chống. Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar MK Club. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này rất nguy hiểm do chủng virus mới đang lây lan rất nhanh. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng ta đã kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao, ý chí thống nhất trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và sự ủng hộ của nhân dân cả nước. Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự xúc động khi biết nhiều tấm gương tốt, việc tốt trong phòng dịch thời gian qua, thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Lực lượng chức năng đang ngày đêm nỗ lực để kiểm soát, truy vết, điều tra dịch tễ để chặn nguồn lây. Trước những khó khăn và cấp bách của tình hình dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức phát động, kêu gọi mọi nguồn lực xã hội chia sẻ đồng hành cùng chính phủ và các ngành trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đất nước rất cần sự chủ động, chung tay góp sức của mỗi người dân trong cuộc chiến này. Ngay trong sáng nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của các địa phương trong cả nước với số tiền hơn 623 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm trị giá hơn 7 tỷ đồng. Tại tỉnh Thái Bình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Bình đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đầu kỳ có các đề xuất định hướng ưu tiên phát triển gồm tăng cường mối liên kết vùng, phân vùng và trục hành lang phát triển đô thị nông thôn, phương án phát triển không gian kinh tế, phương án phát triển một số lĩnh vực khác như khoa công nghệ, lao động, nguồn nhân lực, y tế và giáo dục, không gian biển, quy hoạch sử dụng đất, an ninh quốc phòng. Trong đó tập trung xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại 1 và xây dựng một số đô thị loại 3, loại 4, phục vụ khu kinh tế Thái Bình theo hướng phát triển đô thị xanh, hiện đại, thông minh. Quy hoạch bám sát mục tiêu phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành xác định đúng tính chất, mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch tỉnh, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các nhiệm vụ đã được nêu tại kế hoạch 41 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc xây dựng quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các thành viên ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh tập trung thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình. Về phía đơn vị tư vấn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại Thái Bình trong ngày hôm nay, 27 tháng 5. Hôm nay ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình tiếp nhận thông tin bàn giao của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh nhân số 3576 điều trị khỏi trở về xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Sau khi bệnh nhân về nhà, Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình thực hiện cho thấy bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2. Từ khi về nhà, bệnh nhân chỉ ở phòng riêng, không tiếp xúc với ai, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Hiện bệnh nhân đã chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Cũng trong hôm nay 27 tháng 5, toàn tỉnh đã xét nghiệm được 2.014 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện 1.664 mẫu. Bệnh viện Đại học Y Dược thực hiện 350 mẫu. Kết quả phát hiện một mẫu tái dương tính với SARS-CoV-2 là trường hợp bệnh nhân trên.
Trong sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Vũ Thư. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Vũ Thư thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là tổ tự quản, lực lượng công an xã trong công tác phòng chống dịch. Tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Thái Bình và người Thái Bình từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương đều phải khai báo y tế. Đối với người về từ vùng đang bị cách ly, phong tỏa, theo chỉ thị số 16 của Chính phủ, phải thực hiện cách ly tập trung. Đối với người trở về từ vùng có dịch, phải thực hiện cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường công tác phòng chống dịch trong các doanh nghiệp, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, xây dựng kế hoạch kịch bản chủ động ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Kể từ hôm nay 27 tháng 5, Thái Bình kiểm soát người ra vào tỉnh Thái Bình phải khai báo y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế như sau. 1. Tất cả người từ tỉnh ngoài đến Thái Bình, người Thái Bình từ tỉnh ngoài trở về tỉnh phải khai báo y tế với cơ quan y tế chính quyền địa phương nơi cư trú. 2. Người đến về Thái Bình từ các địa phương khu vực có dịch, đang bị phong tỏa hoặc áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày. 3. Người đến về Thái Bình từ các địa phương có dịch và có nguồn lây trong cộng đồng, chưa xác định được F0, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các địa phương khu vực có dịch đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 21 ngày, thực hiện xét nghiệm theo quy định và phải trả phí xét nghiệm. Sau 21 ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa, cách ly y tế, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay ngày 27 tháng 5, ba thôn xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy là Nam Bình, Đông Hòa và Bắc Thuận chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5, sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 3045 dương tính với virus SARS-CoV-2, huyện Thái Thụy nhanh chóng phong tỏa toàn bộ ba thôn với 917 hộ và 2.944 nhân khẩu. Đến nay, qua 21 ngày, đã lấy mẫu F2, F3, xét nghiệm 3 lần. Tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly y tế, người dân ba thôn xã Hồng Dũng đã trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công điện số 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cũng trong sáng nay, 245 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung ký túc xá Trường Đại học Thái Bình đã làm thủ tục nhận giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung sau 21 ngày. Đây là những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã điều trị cách ly tại một số khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ đầu tháng 5, sau đó được chuyển cách ly tiếp tại ký túc xá Trường Đại học Thái Bình. Tất cả đều đã được xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều phải ký cam kết tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi trở về địa phương, như phải làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và được trạm y tế xác nhận cách ly theo dõi 7 ngày tiếp theo tại nhà. Sau 7 ngày cách ly tại nhà, các trường hợp phải được xét nghiệm lần nữa theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian giãn cách xã hội ở một số lĩnh vực vì liên tiếp phát hiện các ca dương tính với COVID-19, thì nay Thái Bình đã cơ bản kiểm soát được tình hình. Người dân đang thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng các cấp chính quyền chống dịch. Sau khi liên tiếp phát hiện các ca dương tính với COVID-19, 12 giờ ngày 6 tháng 5, Thái Bình ngay lập tức thực hiện giãn cách xã hội một số lĩnh vực, cùng với đó thần tốc truy vết, khẩn trương xét nghiệm, đặc biệt là giám sát chặt chẽ không để mất dấu F0 trong cộng đồng. Do vậy mà sau một thời gian, đến nay Thái Bình cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Từ 12 giờ ngày 20 tháng 5, thực hiện điều chỉnh một số biện pháp giãn cách trên địa bàn tỉnh đối với một số hoạt động và từ 5 giờ ngày 26 tháng 5, cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ, hoạt động thể dục thể thao. Đến nay, cuộc sống của người dân dần trở lại với trạng thái bình thường mới. Về cái chủ trương của tỉnh thì vừa giờ là rất là nhanh và kịp thời đấy ạ. Hiện tại thì tỷ lệ dịch đã được kiểm soát, em thì em rất yên tâm ạ. Tôi cũng đánh giá rất là cao về cái chủ trương của tỉnh trong phòng chống dịch vừa qua. Thì nói chung là bây giờ thì người dân chúng tôi là cũng đã quay trở lại cái trạng thái bình thường, nhưng mà tất cả mọi người là vẫn phải thực hiện trước khi ra ngoài là nhớ phải đeo khẩu trang. Các hoạt động kinh doanh bao gồm cả quán ăn uống dù đã mở cửa trở lại nhưng không có nghĩa là chủ quan với công tác phòng chống. Nguyên tắc 5K được cả người kinh doanh và khách hàng thực hiện nghiêm túc.
sau một thời gian mà giãn cách mà hôm nay quá mới được mở lại đấy, thì chúng tôi rất vui mừng. Tôi cũng phòng tránh dịch là rất an toàn, là khi ngồi cách ly các bàn khoảng cách đủ an toàn và luôn luôn tuân thủ đeo khẩu trang. Hiện tại thì cửa hàng được mở lại rất là phấn khởi và khách thì vào bắt buộc phải đeo khẩu trang để và khai báo y tế. Người dân đều nhìn nhận diễn biến dịch bệnh phức tạp khó lường. Do vậy, với tinh thần tự giác chủ động trách nhiệm, họ thể hiện quyết tâm đồng lòng cùng các cấp chính quyền chống dịch. Tôi thấy cái chỉ thị của tỉnh thì thấy là rất là hợp lý và sát với lòng dân. Thì rất là đồng tình, ủng hộ và tất cả mọi người đều chung tay ủng hộ để đẩy lùi cái đợt dịch này. Khi ý thức và tinh thần được nâng cao, mỗi người dân chính là lá chắn tốt nhất trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Sáng tác và hát những ca khúc cổ vũ cộng đồng chung tay chống dịch COVID-19 đã và đang có sức lan tỏa rộng rãi. Không chỉ các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác mà cả những người dân cũng viết để lan tỏa thông điệp chống dịch. Đứng cách xa nhau hai tầm tay, rồi cũng nên hạn chế những ngày đi chơi. Với giai điệu vui tươi rộn rã, tác giả Đào Thanh Bình, thành phố Thái Bình đã sáng tác ca khúc Thông điệp 5K với mong muốn góp thêm một tiếng nói, kêu gọi mọi người nâng cao tinh thần vì cộng đồng để cùng chung tay chống dịch. Ca khúc Thông điệp 5K này thì tôi muốn chọn những câu, những từ thật dễ, rất dễ hiểu và rất dễ nhớ để truyền tải tới tất cả mọi người trong cộng đồng. Họ dễ nhớ, dễ thuộc thế nào là thực hiện cái chương trình 5K. Bài hát trữ tình nhưng truyền tải rõ ràng thông điệp 5K với phần trình bày của chính tác giả, mong muốn mọi người nâng cao ý thức, thực hiện biện pháp phòng tránh theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội trước đại dịch COVID-19. Khi được tác giả Thanh Bình mời tham gia thể hiện ca khúc Thông điệp 5K thì tôi rất là phấn khởi bởi vì được góp một chút cái khả năng nhỏ bé của mình vào cái việc chống dịch COVID, và cũng hy vọng là những cái thông điệp này sẽ lan tỏa tới mọi người và góp sức để mà ngăn chặn cái sự lây lan của dịch COVID. Những tin tức nông nghiệp sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Từ ngày 13 tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xuất hiện thêm ca mắc mới. 52 trên 53 xã có dịch viêm da nổi cục trên châu bò đã qua 21 ngày. Đó là những thông tin được đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra tại hội nghị phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực tuyến vào sáng nay. Tại Thái Bình, ổ dịch viêm da nổi cục trên châu bò xuất hiện vào ngày 27 tháng 2 năm 2021, sau đó lan nhanh ra 53 xã thị trấn của tất cả 8 huyện thành phố. Tổng số châu bò ốm là 410 con, số con chết là 50 con. Thế nhưng với việc thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, cùng với việc sớm hỗ trợ vaccine tiêm phòng, đến nay dịch bệnh viêm da nổi cục tại Thái Bình đã được khống chế. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn một ổ dịch chưa qua 21 ngày, đó là tại xã Vũ Trung, huyện Kiến Sương. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của tỉnh Thái Bình trong việc phòng chống bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Nếu như tỉnh nào cũng thực hiện quyết liệt như Thái Bình, sẽ giảm rất lớn áp lực trong việc tiêu hủy. Với những kiến nghị của tỉnh Thái Bình về vấn đề kỹ thuật chuyên môn, Bộ Nông nghiệp giao cho Cục Thú y trên cơ sở tổng kết hội nghị này sớm có hướng dẫn cụ thể với các tỉnh, thành phố. Với mong muốn giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây lúa, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Bình đã đưa vào khảo nghiệm hai giống lúa độc quyền của công ty là CNC11 và BQ tại hai huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà, đã khẳng định những ưu điểm về sức chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, thích nghi rộng, hứa hẹn mang lại cho người nông dân vụ mùa bội thu ngay trong vụ đầu tiên tham gia khảo nghiệm hai giống lúa chất lượng cao này. Cánh đồng lúa BQ và CNC11 rộng 2 hectare của xã Điểm Đồng, huyện Hưng Hà đang vào độ thu hoạch.
tham gia mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần mới của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Bình. Gia đình ông Nguyễn Công Phẳng không khỏi bất ngờ về năng suất trong vụ lúa xuân này. Đặc thù cái giống này là kháng đạo ôn, rồi là bệnh khô vằn cũng hạn chế. Bộ lá đồng của nó là rất là đẹp. Đến lúc chín mà bộ lá vẫn đứng như lá gừng ấy. Bà con ta không ngờ được là cái vụ lúa này nó lại thắng lợi đến như thế. Năng suất thì đạt được từ 75 đến 80 tạ trên hecta. BQ là giống lúa thuần chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 120 đến 125 ngày, vụ mùa từ 100 đến 105 ngày. BQ là giống chịu thâm canh cao, có thể đạt năng suất từ 80 đến 85 tạ một hecta. Chất lượng gạo ngon đã và đang được nhiều địa phương lựa chọn, đưa vào cơ cấu sản xuất trong nhiều vụ liên tiếp. Đối với giống lúa CNC 11 là giống lúa thơm, chất lượng cao, khả năng chống bệnh bạc lá ở vụ mùa, đẻ nhánh khỏe. CNC 11 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 115 đến 120 ngày, vụ mùa từ 95 đến 100 ngày. Năng suất trung bình đạt từ 65 đến 70 tạ một hecta. Qua quá trình gieo cấy cho thấy, cả hai giống lúa hoàn toàn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác tại địa phương. Gieo cấy được cả hai vụ trong năm, khả năng đẻ nhánh chống đổ tốt, cứng cây, phù hợp canh tác cơ giới hóa, hạt gạo trong, cơm dẻo. Đối với CNG 11 này thì là nó lại chịu được cái bạc lá. Tốc độ phát triển của cây lúa nó rất là đều và nó chống chịu được các loại sâu bệnh tốt hơn, tiềm năng năng suất cao hơn, có thể đạt tới 2 tạ 1, 2 tạ 2 trên một sào. Vì vậy mà bà con thì rất mong muốn là đưa vào các cái vụ sau để mà thay thế các cái giống khác. CNC 11 và BQ là hai giống lúa thuần chất lượng cao đã được chuyển giao bản quyền cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Bình và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống quốc gia năm 2019. Cái giống lúa CNC 11 được chuyển giao từ Viện Di chuyển, và cái giống lúa BQ được chuyển giao từ Viện Lúa Châu Á Thái Bình Dương, đã được bà con nông dân của tỉnh Thái Bình tiếp cận, và chúng tôi sẽ tích cực làm việc cùng với các đối tác để thu mua cái đầu ra cho bà con nông dân. Với lượng mà theo chúng tôi đánh giá thì với cái giống lúa chất lượng như này thì bà con nông dân sẽ có một cái lợi nhuận cao hơn các cái giống lúa khác khi mà cùng canh tác trên cái địa bàn và cùng thời vụ. Với việc cung cấp nhiều giống tốt cho nông dân, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thái Bình đáp ứng kịp thời nhu cầu giống cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giúp địa phương thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng là thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng hiệu quả, thì công tác an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình quan tâm coi trọng, lan tỏa nhiều hành động thiết thực, chia sẻ cùng cộng đồng. Với nghĩa cử cao đẹp, bằng những hành động thiết thực ý nghĩa, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình đã cùng cộng đồng tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi chỉ đạo cho công đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội đối với từng địa bàn, từng khu vực cụ thể để làm sao cái vốn an sinh xã hội đầu tư đúng hiệu quả, đúng mục đích, nó cũng có những cái lan tỏa rất sâu rộng. Nó tác động đến từng cán bộ công nhân viên, để cho cán bộ công nhân viên nhận thức vai trò trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các phong trào thi đua của vận động với hình thức phong phú đa dạng, có sức lan tỏa trong cộng đồng, thăm hỏi tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, chung tay xây dựng nông thôn mới, xuân ấm tình thương, tiếp sức đến trường, trao quà, tủ thuốc cho các ngư dân vùng biển. Gần đây nhất là những hành động việc làm thiết thực, sát cánh cùng cộng đồng giải cứu nông sản, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngoài việc tham gia đầy đủ các chương trình phát động của từ trung ương đến địa phương của ngành, thì tại đơn vị tôi đã cùng một số các tổ chức đoàn thể như là đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn phát động các chương trình an sinh xã hội riêng. Và đặc biệt trong tình hình COVID thì chúng tôi cũng đã tự nguyện để trích những cái ngày lương của mình để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.
Sức lan tỏa từ chương trình an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện tạo động lực mạnh mẽ đã thúc đẩy nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, hoạt động kinh doanh của đơn vị. Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án khởi tố 8 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar MK Club. Trước đó, ngày 25 tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thành phố, triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar MK Club trên địa bàn phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Tại thời điểm kiểm tra có khoảng gần 300 người cả nam và nữ đang nhảy theo tiếng nhạc. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, một số người tìm cách phi tang các gói nhỏ nghi là ma túy dưới sàn nhà, ghế, gầm bàn. Đến khoảng 4 giờ ngày 26 tháng 4, công việc kiểm tra và đưa các sân chơi về trụ sở cơ quan điều tra mới cơ bản hoàn tất. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 55 đối tượng dương tính với chất ma túy. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 8 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Để động viên cán bộ chiến sĩ, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, trao thưởng cho các tập thể cá nhân Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói trên. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.